Ok, hai chào các bạn nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Của mình là Stormy Gaming đây các bạn. Hello. Thì hôm nay á, mình có đi qua đây để mình hớt tóc nha các bạn ha. Ở đây cái tiệm hớt tóc này thì nó mở thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật các bạn ơi. Mở từ 8 giờ sáng tới 7 giờ đêm. Và giờ này thì cũng tầm chiều chiều chưa chưa ấy. Nên là mình hơi chiêu chiêu, mình vô đây mình cắt tóc. Nhưng mà quên, cameraman làm gì có tóc mà cắt các bạn. Đầu toàn sắt thôi, sắt và hộp thôi các bạn ạ. À. Ấy giỡn thôi các bạn ơi, ngày hôm nay mình chỉ đi ngang qua đây và mình thấy tiệm tóc cho nên là mình tò mò mình vào xem thôi, chứ giờ cũng đóng cửa rồi chứ không có vào được ha các bạn ha. Rồi chỉnh trang lại trang phục cho nó đẹp đẽ chỉnh tề, rồi sau đó mình sẽ giới thiệu tới cho các bạn một căn cứ mới tụi mình các bạn ha, đang nằm ở đây nè. Đó thì hiện bây giờ tụi mình đang hội quân ở trên đó để chuẩn bị một cái cuộc chiến, một cái cuộc đại chiến lớn với lại cái tụi Escribitoles các bạn. Đấy. Thì đây cũng là kế hoạch của tất cả anh em trong Skibidi. Người ta họp lại rồi bắt đầu mới lên kế hoạch ha. Đấy. Ôi, phố phường ngày hôm nay nhìn khá là ok luôn á các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi cái con xe rắc này các bạn ha. Đây là một cái con xe thì cũng khá là quen thuộc ở trên channel của mình rồi. Đấy, bóc đầu đồ hay là đi bảo đi phượt bao đâm luôn các bạn ơi. Bánh nhỏ dáng đẹp nè, mái lớn nè, cái kiểu luôn. Nhìn là phê liền. Đấy, các bạn thấy có thấy cây anten mà nó nằm ở trên ngọn núi trên kia không? Đấy, đấy chính là căn cứ tụi mình đó các bạn ạ. Tại vì ở trên đó. Tại sao các bạn biết mình chọn cái chỗ mà lại có anten không? Lát nữa mình lên mình sẽ cho các bạn biết. Cũng rất là trùng hợp thôi các bạn ạ. Chứ cũng không có gì quá bí mật cả. Ôi mình lại chạy qua chỗ nhà giàu rồi. Chỗ này toàn là siêu xe không. Ôi, mình chạy đến cỡ đó mà mình đụng vô tấm bảng không xi nhê luôn mới ghê chứ. Really? Đúng rồi, bạn Mỹ nó khác với lại bạn trong game thôi các bạn ha. Đây rồi đó. Thấy cái trụ anten là tới chỗ tụi mình ha. Đây nè các bạn. Ở đây nó có bảng địa chỉ nè. MT Hender với lại Los Santos. Thật sự thì ở ngoài á, ngoài đời các bạn thì đây là Los Angeles các bạn ha. Nhưng mà ở trong đây thì nó không thể nào mà để Los Angeles được. Cho nên là nó mới sửa là Los Santos W F I. Đây. Ở ngoài đời thì cái tấm bảng là tấm bảng Hollywood. Chứ còn ở trong game thì để là Vinewood. Mình chẳng biết liệu Vinawood là cái gì luôn các bạn. Vine giống như Việt Nam vậy đó. Việt Nam Wood thôi. Hollywood là một trong những cái gọi là hãng phim, một trong những cái gọi là một cái chỗ mà gọi là tất cả những hãng phim lớn nhất ở nước Mỹ tập trung về đó. Cho nên là người ta gọi chung chung là Hollywood đó. Là những phim trường đẳng cấp nhất thế giới. Đây mình tới chỗ này các bạn ơi, đây. Để mình chạy qua cái đường bên kia rồi sau đó mình dọc lên ha. Đây, 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 đây. Ý. Ôi. Đây các bạn ơi, có anh cảnh sát khá đẹp trai luôn ấy. Tên trai à, đừng đụng với mấy anh này các bạn ơi. Đây là anh bảo vệ cho cái chỗ này của tụi mình ấy. Đây nè. Ôi. Các bạn thấy chưa, đây là những anh chàng đại ca TP Man các bạn ha, đang đứng để nhìn về hướng bên kia ấy.
Thì chắc có lẽ là cái tụi SKB Toilet nó nằm ở bên kia hay sao ấy. Cho nên là những người anh em này đang chú ý về hướng bên đó ha. Còn bên đây á, là TV Man Woman các bạn ơi. Đấy. Còn đây là những người anh em cameraman của tụi mình nè. Đang đứng thành một hàng để chuẩn bị lên đường chiến đấu thôi. Ê, ê, xin lỗi mấy người anh em nha. Ê, đừng đánh nhau chứ. Ơi, ơi, bỏ đi anh em. Trời ơi, anh em một nhà không đánh nhau. Xấu vậy. Úi dồi ôi. Hai thằng đánh một thằng mới ghê chứ. Rồi tự nhiên nó lộn luôn các bạn ơi. Phải thiệt rồi xong. Một thằng dám chơi hai thằng luôn, hồi quýnh chúng mấy kia nó đập lại nè. Tiếu thiệt chứ. Chắc mình ảnh đang giao lưu võ thuật để nâng cao tinh thần và sức khỏe ha. Để khi ra chiến trường đụng cái thằng Skibidi Toilet thì tắm cho nó dễ các bạn. Trời ơi, hàng này, này luyện tập quá ghê. Luyện tập tôi đấm vô mặt không à. Để xem kết quả như thế nào nha. Còn đây á là những người chị em TV Woman các bạn ha. Đây nè. Đấy. Nhìn mặt rất là chiêu chiêu dễ thương. Thì những chị này cũng đang nhìn về cái hướng này luôn các bạn ơi. Không biết là cái tụi Skibidi nó đang ở đâu mà ai cũng nhìn về cái hướng bên đó trơn hết á. Ôi. Tập luyện nãy giờ chưa xong né đẫm một cái kiểu luôn kìa. Cái này chắc luyện tập theo cái kiểu là khi mà hai thằng Skibidi Toilet nó vây lại thì như thế nào ấy. Rồi xong anh kia xỉu luôn rồi các bạn ơi. Do một đánh hai thì không chột thì cũng què thôi. Anh chia xỉu rồi. Ai ấy. Các bạn biết tại sao tụi mình lại ở trong một cái chủ anten như thế này đúng không? Tại vì toàn tivi không mà các bạn. Tivi với lại cameraman không mà. Cho nên là rất là cần những cái cục phát sóng này, những cái chạm anten này thì giúp tụi mình có thể là mạnh mẽ hơn. Đấy. Rồi sau nửa lát thì tụi mình sẽ lên kế hoạch để đi đánh tụi Skibidi ha. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Tay chân sức khỏe đề kháng rồi các kiểu luôn hả. Có đủ hết trơn rồi. Bây giờ vô là chiến thôi các bạn ạ. À. Thì ra những anh chàng á TV Man với lại TV Man Woman nhìn về hướng bên này. Thì ra là hướng bên này á là có hả cameraman bot đi tình rồi các bạn. Đây. Ê, nhưng mà đây là đồng minh của mình đúng không các bạn? Ấy có khi nào là những chị em TV Woman với lại đại ca TV Man á triệu tập hả cameraman tích ti tình này về không ta? Nhưng mà nó đang hả gọi là nó đang làm như thế này. Quầy nó đang giết hết những người anh em cameraman. Rồi TV Woman rồi cái kiểu nữa kìa các bạn ơi. Ôi ôi. Có lẽ nào á là người anh em bot cameraman Titan này đã bị hả virus nó khống chế rồi không? Tại sao đã quay ngược tấn công về đồng minh của mình hả? Thường á trong SKBD á thì cameraman Titan bot rất là mạnh luôn á. Và hắn ta vừa mới được nâng cấp lên một cái bản thể hoàn toàn mới có vũ khí ở cả hai tay nữa. Ui. Bây giờ thì boss Cameraman Titan đó điên cuồng tấn công hết tất cả mọi người. Và TV Woman với lại đại ca TV Man đã bị nó tiêu diệt hết trơn luôn các bạn ơi. Người bình thường thì làm sao đánh lại boss đúng không? Ấy. Một phần thì bỏ chạy, một phần thì hả bị cái thằng boss Cameraman Titan này quất luôn rồi. Ôi ôi. Không ngờ luôn á các bạn. Căn cứ này vừa mới lập lên á. Chưa được bao lâu á. Là cái tụi SKBD Toilet đã gửi gián điệp qua. Để chơi hết tất cả hả. TV Man rồi TV Woman rồi các kiểu luôn à. Vãi thật. Nhưng mà các bạn đừng lo. Các bạn có biết đây là ai không? Đây chính là anh chàng hả. Cha Phipman Man của chúng ta nè. Đó, đây chính là anh chàng cha Phipman Man của chúng ta. Thì cha Phipman Man đã được những người anh em siêu nhân đội trưởng
trục xuất cái con virus SKBD ra rồi các bạn ha. Và bây giờ thì nó là hoàn toàn bình thường, nó chẳng bị ai khống chế và nó đã biết tìm về cái bản ngã của nó, chính là những người anh em cameraman rồi. Đấy, tuy nó với lại cameraman đó là không có hợp nhau các bạn ha. Cũng giống như là Biscman với lại bot Biscman với lại bot cameraman Titan nó cũng vậy ấy. Biscman thì nó cũng vậy. Nó chỉ gọi là nó không làm gì hết tụi nó thôi, chứ là nó cũng không có ưa gì lắm đó các bạn ha. Đấy, ngày hôm nay á thì nó nhận được một cái gọi là thông tin là cameraman bot Titan đang tấn công những người anh em cameraman này, rồi TV Woman này các bạn, TV Man nữa, cho nên đó là nó sẽ bỏ qua hết tất cả để nó qua đây để giúp đỡ những người anh em cameraman nữa, cái kiểu hay. Đây, bot cameraman Titan nó xuất hiện nè. Ủa sao mình không chạy được ta? Ê, ở đằng sau tên lửa bay được luôn này các bạn ơi. Tại vì ở đằng sau của TV Man là nó có hệ thống tên lửa mà. Đây, thằng cameraman Titan nó vẫn đang dí theo mình này. Ồ, đang tấn công mình rất là ghê luôn kìa. Nhưng mình đâu có sợ đâu các bạn. Anh chàng Traffic Man này là cũng là một anh chàng rất là mạnh nha. Đây là anh chàng mới. Mình muốn giữ nó ra đây rộng rãi như vậy đánh nè các bạn ơi, để đỡ làm mà gọi là ảnh hưởng tới những người xung quanh, những người dân vô tội. Mày đi ra đây nào, bot cameraman Titan. Ồ, nãy giờ tấn công mình quá trời luôn á, nhưng mà lát nữa mình sẽ trả đủ, mình sẽ trả cả lãi lẫn lời luôn ha. Đâu rồi, tới đâu rồi? À đây 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 đây. Ây da, nó còn bắn tên lửa mà nữa chứ. Nè, nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn Chai Pipman các bạn ha. Cameraman Bot Titan thì nó vẫn nhỏ hơn Chai Pipman, nhưng mà nhỏ mới khó đánh á. Nó đánh mình đánh nó toàn nẻ không à. Mình phải tóm nó mới được. Mày quê mà đánh nó không được luôn á. Chắc có lẽ đây là cameraman bot Titan là chưa được nâng cấp ha. Mày nè. Ây da, chết đi. Rồi cái đầu đèn giao thông rồi chiếu cả ánh sáng rất là mạnh luôn á. Rồi nó quăng mình ra hả, tốt khỏe luôn. Kìa nó kìa nó kìa. Thằng này mình phải đổi kiểu mình chơi thôi. Nè, bot cameraman Titan à. Mình chơi chiêu này là tất cả mọi thứ sẽ trở thành gọi là sa mạc Sahara hết. Chết luôn. Mình mới làm có hai chiêu à. Bot cameraman Titan đây 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 đây. Giờ chỉ còn lại đúng cái khiên nó nằm ở trên mặt đất thôi, còn người thì biến mất tiêu luôn rồi. Làm sao có thể chơi được Chai Pipman khi mà nó bật sức mạnh siêu việt lên. Ôi ôi, hai cái cục đèn giao thông nó đằng sau sáng hả, màu vàng lên nhìn rất là đẹp các bạn ha. Giống như đang boost thêm những cái luồng sức mạnh của mình để chống lại boss cameraman Titan nha các bạn. Các bạn xem nè. Ui ui. Thấy các bạn thấy sức mạnh của Chai Pipman như thế nào các bạn ha. Quá dữ. Khi mà nó bật cái này lên nó đánh là má như nổ ga luôn á. Vãi thật. Rồi, ok các bạn ha. Và như vậy thì video của mình đây là xin kết thúc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem một clip này của mình nha. Nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn yêu cầu lại ý kiến thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.